Xin chào các bạn. Hello, teacher. Hello. How are you Good. Hello, Anh Vân. Hello, chị Kim. today? Hello, Hello, teacher. Hi, chị Vân Hà. Hello, thầy. Chuyện năm bay teacher. So, bây giờ là bài lễ một để mình bắt đầu. Chắc có những người. Hello, teacher. Hello, chị Thảo, right? Hi thầy. Hello. Tuần sao rồi? Everybody có tuần tốt không? Thầy hỏi em hả? Cuối tuần được không? Dạ, được, tốt thầy. Để mình thử bằng tiếng Anh. How was your weekend? Yeah, okay. Chị Kim, how was your weekend? Yeah, em okay. Thank you. Thank you. Good. I'm good. I thought I saw Chị Thi. Oh, hi, Chị Thi. How are you? I'm good. You thank you, Thầy. How are you, Thầy Cao? Hôm nay là Paul ở nhà ba mẹ vợ, thành ra là ở chỗ khác, so hơi khác. Paul mới để computer đằng trước. Okay, tonight let's see. Cái bài làm mà mình bài làm ở nhà tuần này là Paul mới gửi email cho các bạn. Mình sẽ họp. Để mở trang, where is it? Oh, chưa. Đâu rồi? Huh. Here we go. Mình sẽ họp trang 100. Một trăm lẻ tám, đúng rồi. Cái computer này là nhỏ hơn cái kia nhiều. Okay, here we go. So 108. Yeah. 110. 114. 114. So let's see, tuần này có ai muốn đi trước giúp đỡ mình đọc, tức là những câu hỏi này là mình sẽ thảo luận, mình đàm thoại một chút. Có ai muốn What are your shipping? Có ai muốn đi? Đây. Okay, chị Thi Đào. Chị Thi Đào. Chị Thi. Okay, mình bắt đầu chị Thi Đào. Okay, let's see, chị sẽ screen. Ok, chị Thi. Em vô là thầy rồi thôi chứ không cộng của em. Ok, so chị Thi có thể đọc được cái này được không? What are your responsibilities? Rất là giỏi. Responsibilities, chị nói chính xác. Responsibilities. Mà chị Thi cái đó là có ý nghĩa gì bằng tiếng Việt Nam? Trách nhiệm. Bạn có nhiệm vụ trách nhiệm thì thầy. Đúng không thầy? Theo Paul là Paul không có like perfect về dịch, but Paul theo cái đó là trách nhiệm. Yeah. Trách nhiệm của bạn là gì? Right. Mà cái này là một đứa con trai hỏi bà, son nói what are your responsibilities, thì chị Thi ba trả lời rồi sao? What do you mean? Mà cái này, what do you mean bằng tiếng Việt Nam là gì? Ý của bạn là gì? Ý nghĩa của bạn là gì? Tức là con, con ý nghĩa của con, câu hỏi ý nghĩa của, là gì? Của con là gì, right? Yeah. Why, what are you asking for? And then con trai trả lời. You know things you have to do your does. Your duties. Your duties. Mm-hmm. Thì
And nếu mà dịch cái đó ra tiếng Việt Nam. Con biết những điều đó con phải làm. So, cái này là con trai nói với ba. So ba biết những điều ba phải làm. Tức là những bổn phận của ba. Right? Yeah. And then ba trả lời rồi sao? Oh, you mean my work and home responsibilities. Uh-huh. Now, bằng tiếng Việt Nam cái đó là gì? Ba trả lời, ba nghĩa rằng những công việc làm của ba ở công việc đi làm và ở nhà, đó là những trách nhiệm của ba ở nhà cũng như đi ở trường ở công việc cũng như ở nhà. Right. Và ở nhà. And then con trai trả lời là yes, that's right. Uh-huh. Đúng. Oh, đúng. Right. And then ba trả lời. I have to work every day. I also well with the children. I like to play sports and to do hobbies. I also hope to learn English. Okay, good. I have to work every day. I là also... ba làm việc mỗi ngày. Right. Cũng là ba giúp cho chúng con. Right. Ba thích chơi thể thao. Mm-hmm. Và host please là không biết tên. Giải trí. Và giải trí. Right. Ba cũng hy vọng rằng ba cũng học Anh văn. Right. Chị Thi đọc cái từ này được không? Help. Help. Nhớ là cái help. Thi cuối cùng là phải nhấn mạnh help. Good. Help. Good. And then cái từ này. Play. Good. And từ này. Hobbies. Hobbies. Good. Hobbies. Good. Very good. Okay. And then thì con trai trả lời. So some are the responsibilities that you have to do. And all those are activities that you like to do. Đúng. And nếu mà dịch ra tiếng Việt thì sao? Vì thế, những trách nhiệm đó là con phải biết, con phải làm. Ba, không phải là con, ba phải làm. Uh-huh. Ba phải làm. Right. Và activity là nhiệm vụ. Phải không chị thầy? Hoạt động hay là... Hoạt động. Uh-huh. Và các hoạt động khác mà ba thích làm. Đúng rồi. Có những cái là phải làm, có những cái là thích làm. Right. Yeah. Rồi thì ba trả lời rồi sao? Yes, I think the responsibilities are usually things you have to do. Right. Mà nếu mà dịch ra tiếng Việt... Đúng. Ba nghĩ trách nhiệm và lúc nào là những thứ mà ba phải làm. Right. Good. Good job. Cảm ơn chị Thi. Rất là giỏi. Rất rất khoan. Yeah, good job pronunciation. Thank you, thầy. Okay, someone có ai khác? Somebody else that wants to give it a try? Muốn thử không? Hey, sorry, Brother Andrews. We got on a little bit late. It's okay. I'll be running the breakout rooms today. Okay, let me turn you on as host. Remember to transfer it back before we go back there. And then you'll assign everybody else a co-host, right? Uh-huh, will do. Thank you, Ankakin. Thank you. Yep, hope so. Okay, who else would like to be? Chị Kim. Chị Kim iPad. Yeah. And then làn sao là Chị Kim Hà, okay? Yeah. So Chị Kim iPad đi trước. Hi, thầy. Hello, how are you? I'm good. Good. Okay. So let's go. Let's do the same thing again. Mình làm lại. Yeah. Yes. Cái từ dialogue là gì? Dialogue. Đàm thoại hay nói chuyện nào nhau, right? Yeah. Yeah.
Okay, and then chị đọc con trai nói gì? Dạ, son. What are your responsibilities? Good. What are your responsibilities? Mm. And ý nghĩa bằng tiếng Việt Nam là? Ý nghĩa là bạn phải có trách nhiệm làm gì? Ba, right? Ba, dạ, ba, okay. Ba phải có trách nhiệm. Right, and then gì? Người cha trả lời. Người cha nào, what do you mean? Là nghĩa. Con nghĩa. Nghĩa của con là gì? Ý nghĩa của con là gì? Dạ. Đúng rồi. And then con trai trả lời. You know things you have to do. Do tip. Okay, let's say this thing, word. You. Yeah, you have to do. Okay, let's say this word. Have. Good. Yeah. And this word here. You. Yeah, your do tip. Your. And một lần nữa. Your. Yeah. Good. And then this do word here. Do tips. Good. Duties. Có chữ S cuối cùng. Đúng rồi. Yeah. Mà bằng tiếng Việt Nam có ý nghĩa gì? Con biết. No, ba. Cái này là con. Dạ không. Ba biết. Ba nghĩ. Ba nghĩ. Have to do nào. Việc ba làm. Việc phải làm. Dạ. Dạ. Do duty là trách nhiệm. Dạ, yeah, trách nhiệm của ba. Yeah. Đúng rồi. So ba biết những điều ba phải làm và những bổn phận của ba. Của right. Ba. Yeah. Right, and then father trả lời. Oh. Yeah. You mean my work and home. Responsibility. Good. Okay. Một lần nữa. You mean my work and home responsibilities. Good. Say this word for me, please. Work. 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 Mở thêm work. Work. Giả vờ có chữ y ở giữa. Work. Work. Okay. Work. Good. Work. Okay. Say this word. Home. Not hum. Home. 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 Good. Đúng rồi. Yeah. And then this one. Responsibility. Very good. Đúng. Okay. Good. And then dịch tiếng Việt Nam thì sao? Dịch tiếng Việt Nam là ý con do mình là ý của bạn, tức là ý con á. Ý con. Mà dạ, my work là công việc của cha. Tức là trách nhiệm của cha, trách nhiệm của ba trong công việc cũng như ở nhà. Đúng rồi. Trong việc làm và cả cũng như dạ ở nhà. Trong nhà luôn. Right. Dạ. Cả hai, đúng rồi. Dạ. And then người, con trai trả lời. Người con nói yes, that's right. Là người con nói là dạ đúng rồi. Right, okay. Yeah. Cái từ này. Right là rồi. That's right. Đúng. Right. Good. Okay. Yeah. Đúng rồi. Ba. I have to work every day. I also help with the children. Good. I like to play sports and to do hobbies. Good. I also have to learn English. Okay. Nghĩa tiếng Việt là let's do the pronunciation. Help. Phát âm. Uh-huh. Have. Nhớ have. Mình nhìn mình Paul khi mà Paul nói have mở to have. Have. Đúng rồi, đúng rồi. Okay. Have.
And this word? Work. 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 Okay, can you look nhìn mặt Paul? Work. Work. Good, okay. And then this word here? Help. Good. Cái P cuối cùng, find out, man. Help. Good. Children, I like to. This word here? Play. 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 Good. And this word here? Hop. Hope. Hope. Uh-huh. Hope. Good. Hope. Okay. Bây giờ là dịch ý nghĩa. Yeah. Dịch ý nghĩa là người cha nói là cha có công việc mỗi ngày. Cha giúp các con. Uh-huh. Yeah. Cha thích chơi thể thao và làm hobbies là hobbies giống như là giải trí. Cha thích chơi và giải trí. Uh-huh. Yeah. Rồi cha hy vọng cha cũng học Anh văn, okay, học tiếng good. Anh. Very good. And then con trai nói? Con trai nói là so some are responsibilities that you have to do and others are activities that you like to do. Good. Very good. And then ý nghĩa? Ý nghĩa là trách nhiệm của cha. Cha có trách nhiệm phải làm và những cái việc khác, cha có trách nhiệm phải làm và những cái công việc mà cha thích làm. Okay, good. Đúng rồi. And then the father? Không nhìn thấy cái dưới thầy. Oh, okay, để lên. Oh yeah, thấy rồi. Father, yes, I think responsibilities are usually things you have to do. Okay, say this word here. Are. Giống như cái chữ R là phát âm y chang là cái từ yeah. này. R. Yeah. Mm-hmm. And then this word here? Usually. Usually, okay. And this one? You. You, good, okay. Very good, Chị Kim, thank you. Thank you, Thầy. Okay, Chị Kim Hà. Yes, Thầy. How yeah. are you? Em fine, thank you. Good, thank okay, lần cuối yeah. mình làm cái này, Chị Kim. Let's see, yeah. let's go up here. Okay, yeah. dialogue là gì chị Kim? Dạ yeah, dạ. Yeah. Là thảo luận đàm thoại. Rồi. Phải Good. Yeah. Thảo luận. Okay. And then chị đọc cái này con trai nói. Yeah. What are your responsibilities? Very good. And ý nghĩa là trách nhiệm của cha là gì? Đúng rồi. And then con người yeah. cha trả lời. Người What do you mean? Con nói cái gì? Con nói nghĩa gì? Đúng rồi, ý nghĩa gì? And then con coi. You know things you have to do your duties. Good. Ý nghĩa là ba biết mọi thứ ba có làm trách bổn phận của ba. Đúng rồi. Mình nhớ have to khi mà có hai từ này mà đi chung nhau là yeah. phải làm, không phải là có làm. Yeah. Nếu mà have thì có, nhưng mà have to ý nghĩa là hai từ đó đi chung là phải làm, ok? Yeah, thank you, Tài. Uh-huh. And then người cha trả lời. Oh, you mean my work and home report. Responsibilities. Good. Con nói. Cha nói. Con nói. Ba có làm
và công việc nhà và cái bổn phận đó là của ba. Tức là có nghĩa của con, ý của con là hỏi về trách nhiệm ở nhà và ở chỗ làm. Good. That's right. Good. Okay. Yeah. Vâng. Đúng vậy. Right. Okay. And then ba, mi cha. I have to work every day. Good. I also help with the children. I like to play sport and to do hobbies. Good. I also hope to learn English. Very good. And what about this word? Say this word one more time. Yeah. Sports. Sports. Good. Sports. 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 Đúng rồi. And then ý nghĩa, nếu mà dịch ra thì... Là thể thao đó thầy hả? Đúng rồi. And then cả đoạn. Yeah. Tôi, ba có làm mỗi ngày. Ba cũng giúp đỡ với các con. Ba thích chơi những thể thao. Và ba làm những cái sở thích của ba. Sở thích. Ba cũng hy vọng để học English. Học tiếng Anh. Đúng rồi. Good. Okay, and then con trai trả lời. Con trai trả lời. So some are responsibilities that you have to do, and others are activities that you like to do. Good. Ý nghĩa. Vậy, cái trách nhiệm này, điều này, ba có làm và có những cái ba làm những cái sở thích, những điều ba thích. Ok, so có một vài trách nhiệm là ba phải làm, have to. Hai cái từ này đi chung nhau có nghĩa là phải làm. Yeah. Còn những cái khác là hoạt động hay là sở thích là ba thích làm. Right, good. Yeah. And then Yes, I think responsibilities are usually things you have to do. Good. Okay. And this word, the pronunciation, phát âm của từ này. R. Very good. Okay. Thank you, Chị Kim. Thank you, teacher. All right, let's see. We have a few more people. Okay. All right, cool. Let's see. Let's go on to next part down here. Okay. Có ai muốn đọc cho mình cái này là phát âm the verbs? Chị Mai, did you put your hand up? Yes. Okay, how are you, Chi Mai? Hi, thank you. Good. Chi Mai, cái này là pronunciation, mình tập phát âm. Cái này là lắng nghe và lặp lại, chậm. Okay, so cái này là họ cho một cái thí dụ. Hai cái chữ EA mà đi chung nhau là cái nó nghe rồi sao? And then nó cho ba từ thí dụ. Okay, so chị đọc cái này được không? Dạ được. Ok. Mean. Mean. Mean là có ý nghĩa gì? Cái gì? Cái... là giữ. Có ai giữ? Like cái người đó là giữ với tôi. Ok. They're kind of mean. Không có nice. Right? Okay, mà cái phát âm là mean, đúng rồi, chị phát âm rất là đúng. Còn cái từ này đọc là sao? Read. Read. Ý nghĩa read. Của read là gì? Đọc. Đọc, okay, good. And lead, sorry, I said the word. Okay, chị đọc cái từ này. Lead.
Lead, đúng rồi. And ý nghĩa của lead là gì? Biết. Lead là hướng dẫn. Like, tôi hướng dẫn một nhóm người sinh viên đi công viên. Hay là lead là giống như một người lãnh đạo. A leader, có một người dẫn đi ở chỗ làm hay gì đó. Okay. Now this one, mình tập đọc cái T-I-E-S ở cuối cùng. So, chị có thể đọc được từ này được không? Duties. Good. Duties là gì? Duties là bổn phận, right? Responsibilities hay duty. Mà thường thường cái duty, nếu mà có chữ EI mà đi đằng sau là một cái, còn cái này là so nhiều. So tức là hơn một. Duties. Còn cái này là activities. Chị có thể đọc được cái từ này được không? Activities. Very good. Activities là gì? Có. Activities là hoạt động, right? Right. I think that's the right one. I'll have to check that one. Okay, bây giờ là cái những cái từ này chị có thể đọc được this word here. Like. Like. Like là gì? Thích. Đúng rồi. What about this one? Mike. Mike là gì? Cười. Là tên người. Mike. Like Michael. Tên người. Bởi vì con nó có chữ hoa đi trước. Có nghĩa là tên của con người hay chỗ. Mà Mike là tên người. Okay. Nếu mà người ta nói if you're singing and it does not không có chữ hoa đi trước, Mike, nhưng mà nó đánh vần là M-I-C, là viết tắt cho microphone, ok? Bởi cái đó là đánh vần khác nhau, nhưng mà phát âm thì giống nhau, Mike. Ok, what about this word? Hike. Hike. Hike là gì? Hike. Hike là giống như đi bộ nhưng mà trèo núi, so hike là trail, like hiking a mountain. Động từ. Okay. And then what about this one? Hobby. Hobby. So cái đoạn mình mới vừa đọc, hobby là có ý nghĩa gì? Sở thích. Good. Okay, something mình, cái gì mình làm mà mình thích. And then what about this word? Lobby. Lobby. Chắc cái này hơi khó. Chị biết cái ý nghĩa gì không? Không, mới thấy lần đầu. Ok. Lobby là khi mà mình đi vô một cái, khi mà mình đi vô cái nhà thương hay là cái building nào mà lớn, mình đi vô cái phòng lớn, trước khi mình đi vô những cơ sở của người ta hay những phòng khám bệnh hay đó, thì cái đó là cái lobby. Tức là cái phòng khách tới and then cái phòng lớn, đó là lobby. Cái sảnh. Nói lại. Cái sảnh. Tiền sảnh. Thank you, Anh Văn. And then what about this word here? Libby. Libby. Libby là gì? So bởi vì các chữ hoa đi trước. Cái này chữ hoa. Có nghĩa là tên, tên con người. Cái này là tên của con gái, Libby. Okay. What about this word here? What? What? Bằng tiếng Việt là gì? Gì? Đúng rồi. And what about this word? Ở đâu? Good. Mà phát âm tiếng Anh thì sao? Where? Very good. Đúng. Y chang. And this word here? When là gì? Khi nào? Khi nào? Good. And this word here? Why? Why? Good. Là gì? Tại sao? Tại sao? Good. Very good. And then down here, so cái này là phu, phu, phu. Cái phát âm phu đi trước. What? Where? What? When? Why? Good. Cái này là ố,
So từ này là phát âm là sao? Hope. 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 Mà hope là gì? Hy vọng. Hy vọng. Cái kế là Paul không biết bằng tiếng Việt Nam. Ok. Cái này đọc, đọc là sao? Rope. 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 Paul không biết cái đó là bằng tiếng Việt Nam là gì? What is that? Rope, cái váy của phụ nữ. Rope là cái là mình cột lại một cái chiếc tàu, cột lại. Rope là dây thừng. Dây thừng. Yeah, dây thừng. Yeah. That's right. Okay. Okay. And then, chị Mai, what's this phát âm cái từ này? Go. Go. Go là gì? Đi. Đi, đúng rồi. And what about this one here? Low. 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 Low là gì? Low. Chậm. Thấp. Cái này là thấp. Mm-hmm. Low. Okay, and the last one, last words here? Play. Play là gì? Chơi, trò chơi, chơi. Chơi, đúng rồi. And this word? Please. Please là gì? Làm ơn. Làm ơn, hay xin, đúng rồi. And this one? Place. 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 Uh-huh. Place. Place. Uh-huh. And then place là gì? Me. Chỗ. Chỗ. Ngồi. Good. Okay. Thank you very much, Jimai. I appreciate it. Okay. Got I someone else that wants to go? Ai khác muốn đọc không? Chị Thủy. Okay. Hi, Chị Thủy. Chị Thủy mở tiếng. Chưa mở tiếng. Okay. Yeah. Rồi. How are you, Chị Thủy? I'm fine. Good. Yeah. All right. Let's see. Let's do the rhyming words down here. Okay. So let's start with this word here. Mean. Mean like. Mean là not nice. Not nice. Yeah. Yeah. Right. Okay. Mean. 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 Perfect, hoàn hảo. Mà bean là gì? Hạt đậu. Bean là đậu. Đậu. Like đậu xanh, right? Okay, what about this one? Clean. Clean, đúng. Clean. Đúng. And clean là gì? Sạch sẽ. Sạch sẽ, good. Lean, sorry, Paul nói. Okay, chị Thủy hi sinh đọc. Yeah. Lean. Lean, okay, lean là gì? Là dựa vào. Đúng rồi, dựa vào. And then ý nghĩa khác là nếu mà mình đi Costco và mình mua thịt bò đi, and mình mua thịt bò nó nói là lean, có nghĩa là ít mỡ, không có nhiều. Ý nghĩa thứ nhì. What about this word? Dean. Dean. Và dean là gì? Trưởng khoa. Trưởng khoa là của trường hả? Trưởng khoa là cái tức là một cái cơ quan nó có nhiều khoa thầy, mà cái người đứng đầu của một cái khoa đó người ta gọi là trưởng khoa. Okay, good. And then ý nghĩa khác cũng có là cái tên của một người. Đúng rồi. Yeah. Ý nghĩa khác là tên của con người, bởi vì cái này là trưởng khoa. Mà đúng ra là cái mà chị nói là cũng là có trưởng khoa nữa, mà cái đó là vị trí, title. Yeah. Okay, and then this one. Trinh. Trinh, đúng rồi. Và cái này là gì? Tên quần riêng. Tên người ta. Very good. Okay. And then how about here? Order. Other. You know what? Other. Other. Very good. Okay. Khác. Đúng rồi. Brother. Brother, good. Anh trai, Brother là em trai hay em trai, là anh trai. Right? Giòn là em trai mà. Right.
Mother. Uh-huh. Mother, mẹ. Good. Một hai tháng nữa là ngày lễ mẹ, Mother's Day, right? Yeah. Smaller là xương khói. So cái này là Paul không biết ý nghĩa bằng tiếng Việt Nam. Nhưng mà Paul giải thích là nếu mà có lửa mà mình lấy một cái mền và mình bỏ mền trên cái lửa nó không có thở được, nó tắt. Smother. Hay là nếu mà con người che mặt mà mình không có thở được, cái đó là smother, right? Smother. Smother, okay. What about this word here? Yeah. Think. 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 Good. Think là gì? Là suy nghĩ. Uh-huh. Đúng rồi. And this one? Drink. Drink. Good. Drink là gì? Uống. Uống. Good. Sink là cái chậu rửa chén. Uh-huh. Sink. 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 Good. Okay. And this one? Blink. 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 Là gì? Chớp mắt. Uh-huh. Right. And this one? Pink. Pink. Là gì? Mực. Màu hồng. Right? À, màu hồng. Uh-huh. Yeah. Nếu mà ink, đúng rồi. Yeah. Ink là mực mà pink là màu hồng. Right. Yeah. Wink. Wink. Thắng lợi. So cái này là, I don't know, bằng tiếng Việt Nam Paul không biết, but như mình, người ta, một cái. Nháy mặt. Okay. Link. Uh-huh. Linkage. Yeah, Paul cũng, yes, liên kết, that's good. Yeah. Yes, Paul cũng biết, yep, là tiếng Việt. Okay, very good. Phát âm rất là đúng, cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn thầy. Okay, let's see. Ready, có một người khác muốn đi không? How about chị Hoa? Yeah, thầy. How are you? I'm good. How are you, teacher? I'm good. Thank you. Okay, so let's do we're at one page 109. Let's practice. So bây giờ là mình đọc hết mấy này and then mình nói đi chung, tức là cái từ này đi chung với từ này giống nghĩa. So mình đọc cái này trước. Responsibility. Very good. Activity. Good. Work. Good. Play. Very good. Have to. Very good. Every. Good. Help. Uh-huh. Good. Right. Very good. Happy. Good. Action. Action. Good. Must. Must. Mm-hmm. Assist. Assist. Good. Duty. Good. Duty. Correct. Good. Correct. Job. Good. Each. Good. Okay. Responsibility, mình biết rồi. Là đi chung với duty, bổn phận, right? Yeah. So, activity, đi với cái nào? Action. Activity, action. Could be, yes. Okay. What about work? Job, right. Okay, and this one? Play, action. Play. Hobby. Right. Hobby. Right, yeah. Okay.
have to phải must have to must very good phải là am good yeah very every rock it oh yeah it each good okay help good yep assist good assist yep uh-huh yeah yep good right correct very good awesome good job thank you teacher Phát âm rất là giỏi. Is it very good pronunciation? Thank you, teacher. Okay. All right. Có ai khác? Somebody else? Let's see. Anh Phước có thể giúp đỡ mình được không? Yes. Okay. Yes. Thank you, Anh Phước. Okay. Let's go down here and practice these. So Anh Phước cũng mình có thể practice ngữ vượng. So lúc mà các bạn làm bài tuần này thì ghi vô ý nghĩa bằng tiếng Việt Nam ở đây. Ok, mà Anh Phước xin đọc từ này. Yeah. Responsibility. Very good. Responsibility. Activity. Activity, good. Work, good. Play, fat I'm good. Yes. Have to. Very good. Every. Good. Thank you. Help. Cup. Cuối cùng. Help. Have. Good. Right. Good. Duty. Good. Duty. Duty. Mm-hmm. Action. Good. Job. Good. Hobby. Good. Merch. Must. Uh-huh. Merch. Good. Each. Right. Assist. Very good. Correct. All right, good. Come on, Anh Phuc. Thank you. Very good. Thank you. Okay. Okay. Who else do we have? Anen, can you help us? Hello. Hi, Anen. How are you? Hi. Thank you. Good. And you? I'm good. Thank you. Did you have a good day today? How was your day today, Anen? Day today. Dù ai đi ngày hôm nay ngày thứ mấy Thức là bữa nay là ngày tốt có ngày tốt đẹp anh nên không do you have a good day good I'm good okay good okay and then can you help me read these những từ này là có liên hệ they have a relationship with each other okay so anh nên có thể đọc từ này được không Objects. Object. What about this one? Intent. Item. Good. Things. Very good. Things. Comrades. Concepts. Good. Matters. Very good. Matters. Okay, good. And then over here? That's got rest. Good. That's got rest. That's correct. Karaladum. Good. Got rest. Correct. Dum. Okay. That's right. True. That's true. True. Right. That's it. Okay. That's okay. Cái đó cũng được. Yes. That's good. That's good. Cái đó là tốt. Good.
That's right. That's right. Uh-huh. Cara cũng giống như là cara đúng. Hai cái. Yes. And then what about over here? Chore. Chore. Đúng rồi. Cái này là giống như là có chores làm ở nhà. Giống như là phải hút bụi, phải làm giường, phải clean the bathroom. Mấy cái đó. Chores. Good. Cái này thường thường ở nhà. Chore. And then this word? Work. 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 Việc làm, right? Việc làm. Job. Job cũng giống việc làm, right? Việc làm. Right. Task. Task, tức là một công việc mình phải làm, tức là một đặc biệt một cái, tức là mình phải làm một cái trách nhiệm. Exactly. One specific job, right? Obligation. Very good. Obligation. 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 Đúng rồi. Cái này giống như là cái mà mình có bổn phận làm cùng giống responsibility nè. Good. And this word here? Duties. Duty. Duty. Uh-huh. Duty. So, duty đối với việc làm là giống như là bổn phận, but duty với gia đình cũng có thể là hiếu, right? Yeah. Cũng có thể có nghĩa là con có hiếu với ba mẹ hay gì đó. Duty, right? What about this word here? Frequently. Good. Frequently. Lee. Thường thường, right? Almost always. Oh, waste. Hầu hết, look, almost all the time. Tức là 90% thời gian là cái này xảy ra. Almost always. Most for the time. Good. Most. Most of. For the time. Most of the time có nghĩa là 50% cho tới 70%, tức là xảy ra cũng nhiều, mà không có phải là hầu hết, chưa phải là hầu hết, okay? Typically. Good. Typically. Typically. Very good. Typically. Often. Often. New. Often. Okay. And this word? Usually. Usually. Okay, good. Usually. All right. Thank you very much, Anin. Thank you, Thay. Yes. Okay, let's see. Jessica, you missed our last week. Yes, sorry. No problem. Life is real. How yes. are you? I'm good. Thank you. How are you? Good. I'm good. Thank you. Okay, so let's do conversation. Okay, so this is kind of a lặp lại những cái mà mình làm ở trên. Okay. Yeah. So the son asks, "What are your responsibility?" Good. What are your responsibilities? And then the father trả lời, "What do you mean?" Very good. What do you mean? And then the son. Do you know your responsibility? Let's see. I even forgot that myself. Yeah. Hold on. Let's go look. Okay. You know things you have to do. Thing you have to do. Your duty. Right. Okay. So let's go back down here. You know things you know, have to do. And duties. Your duty. Okay, and then the father? Oh, you mean my work? And home responsibility. Right. Yeah. Cái đó là con của Paul Cox kìa, xin lỗi các bạn. Ở phòng khác mà she kind of loud. Okay. And then con trả lời. Well. Yes, you...
I forgot it. Yes, right? Yes, I think. Yes, that's right. Yeah, yes, that right. Right. Đúng. That right. Okay. And then the father? I have duty at work. Oh, I need to work every day. Okay. I also help with the children. Yep, đó. Good. And I have I like to play sport. Đúng rồi, thích. Right? I like to play sport and do. And I do activity. I do hobby. Good, hobby. Also, I have, also, I have to learn English. Very good. Okay, and then the son? And some, so some are, what that means? You know that you have to do. Right, some are chutneyum. Yeah, some are responsibility that you have to do. Right, because cái have to có nghĩa là phải làm. Yeah. Okay, and others? Are there are your hobby that you like to do. Hobbies hay là activities, cái nào cũng được hết. Yeah. Good, very good. Okay, and then the father. I forgot that one. I think it's yes. Let me see. Yes. Yes. So then he ba trả lời là. Yes, I think. Trách nhiệm. Yeah. I think responsibility. Usually the things, I think. Let's see. Yeah. Yeah. I forgot. Yeah, usually things, the new guy. Right. So the whole sentence, yes. Yes, I think responsibility are usually thing I have to do. Very good. Awesome. All right. Now, the first time was hard. Now let's try one more time. It's a little easier now that we've been through it. Yeah. What are your responsibility? Good. And what do you mean? Right. Do you know that you're... responsibility. This one's hard. I forgot it. Paul. That one's hard. Here we go. Thing you have to do and your duty. Right. Things you have to do and your duties. Okay. You know, things you have to do and your duties. You know, thing you have to do and your duty. Good. Oh. You. Oh. Oh. Is my work? You mean? You mean my work? Uh-huh. And home responsibility? Good. Yes, all right. That's right. Good. I need to work every day. Good. I also help with children. Good. I like to play sport and do activity. Mm-hmm. Also, hope to learn English. Good. Some are responsibility that you have to do. Good. And order or beauty. And other are hobby that you like to do. Good. Say this word for me here. Others. 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 Good. And say this word.
Are. Are, good. And then the last sentence? The first word's yes. I know that was the yes. one. Right. Yes. Yes, I think responsibility are usually thing I have to do. Correct. Very good. Thank you, Jessica. That's kind of hard Thank because there's you. A bunch of words missing. And yeah, I try to remember. Yeah, I can't remember it too. So that's good. Thank you very much. Okay. Thank you. All right. So Bayam and Jira, let's go split up into groups. Elders, are you guys ready for the group split? Yes, we are. Okay, how many different groups do we have tonight? It's just the three. Sorry, Elder Farnsworth is out of commission. And hope he's doing better soon. Okay. His companion. Yeah. Man's got surgery. Wow. Well, I tell him we're praying for him. That's mm-hmm. Thanks. And then also, when you guys break out into your groups, can you ask each of the students if they need help to log on Wednesday? I noticed in the chat, some of them were asking, Ji Chang was asking, oh, are you guys still meeting on Wednesday? So please double check to ask if they have the right phone number or, you know, if they need help to log in on Wednesday, okay? Okay, so right now at 7:57, Bay Yilabai and Namui Bai, and then if elders, you can kind of pick and choose what you want to go over, what we've covered so far. So just start with those pages and try to give each person an opportunity to practice their pronunciation. Well, you're welcome. I know if you got to go do some other stuff, that's okay too. But thank you for helping with the class. Let's see. Okay. Where we left off. And see if we can get through the rest of our class tonight. Let's see. With our homework, we're down to page 112. Okay, so 112. So this is going to be a little more difficult. Okay, so ka'ai mamon yipda da'p ma dam thwai mocho. Kim Ha. Okay. Thank you. Okay. So let's go here. All right. So, Chi Kim. Yes. Paul said, Dap Kahoy. And then, Chi Kim, Chalai. Okay. So, Paul Hoy, Kim, what are your responsibilities? And then hi. 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 Bằng tiếng Anh. Hi. Hi. Dạ hiểu. Okay. What are your responsibility? Là thầy hỏi em trả lời hả thầy? Yes, and then yeah. Chị Kim trả lời. Oh, em tưởng đọc. Em tưởng đọc là em chưa thuộc thầy ơi. So, cái này là để về, cái này là về việc làm. What are your responsibilities at work? At ở chỗ làm, chị Kim có trách nhiệm gì? Em biết rồi, em sợ. Em tưởng Kim đọc thầy ơi. Em tưởng thầy Kim đọc sorry thầy. Okay, so okay, they đổi lại. Chị Kim hỏi Paul, and then Paul trả lời. Okay. Yeah. Okay, so chị Kim hỏi Paul nè. What are you responsibilities? So cái này là your. Your. What are your responsibilities? What are your responsibilities? My responsibilities at work are to show people houses, and to look for homes for people. I do real estate, so my job is to find the home that fits the customer, what they're looking for. Okay. And then, Tihoy. What do you mean? Good. What do you mean? Well, I'll make an appointment with my customer, and then we go open the doors of the houses and we look at them. And then I give them information about each house. You know, then you have to do your duties. Okay, good. You know,
good. Things you have to do, your duties. So one of the important duties of my job is to be honest. I have to find out if there's something wrong with the house. And I have to ask the seller if they know something. I need to tell my customer, my buyer, you know, what I need to protect them, okay? Oh, you mean my work and home report responsibility. Okay, that kind of like một câu không phải là câu hỏi, so mình tiếp tục. Yeah. That, yes. That, yes, that's right. Good. Okay. I have to work every day. I have to help with the children. I also like to play sports, to do hobbies, and help to do learn English. Very good. Okay. So some are report liberties that you have, that you have to do, and others are activities that you like to do. Good. Yes, I think report responsibilities are things you have to do. Good. Thank you, Chị Kim. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Someone else? Có một người khác mà chưa đi mà muốn muốn đi không? Có chị Yên Mai hay chị Yun Ha hay chị Wan? I think chị Trang chưa đi nữa. Có ai muốn đi? Chị Yên đi hả? Yes, yes, yes. How are you? Yes, I'm good. Good. I'm fine. Thank you. How are you, teacher? Helping. Cảm ơn chị Yên đi. Okay. So let's start here. So this have, sentence. I have to go. Good. I have to do the homework. Very good. Yeah. You have to study. Good. You have to study. Okay. You have to study, attend classes. You have to attend class. Oh. So have to, and then đồng từ khác. You have to attend class. Good. And then this one? Yes. You have to study. Good. You have to go to work. Very good. We have to learn English. Good. We have to study every day. Good. We have to study every day. Đúng rồi. Good. Yes. They have to practice English. Good. They have to read. Không thầy. Yes. Good. To read the book. Good. He has to artist class. Attend tham dự. Attend class. Good. He has to go. Good. To the store. Very good. Thank you.
Yes. Again. Yeah, thank you. Hi. Okay. Chiwan, can you help? Yes. Thank you. Okay, Chiwan, let's go down here. Okay, go ahead and Chi Dop this one. Yeah. I need to go. Good. I need to go to shopping. I need to go shopping. I need to go shopping. Good. I need to seek duty. You need to seek duty. Study. Seek, need to study. Study, good, hop, good. You need to cook dinner. Good. You need to study. Đúng rồi, mà Paul muốn giải thích khi mà để chữ all đằng sau có nghĩa là mình nói you, nhưng mà you là số nhiều, tức là bốn người, yeah. Năm người. You, yeah. Còn cái này ở trên này là you là một người, ok? Ok, vậy dưới phải đọc là do hả thầy? Do. You luôn, không phải là your. You luôn, you. Yeah. You, you need, yeah. You need to study. Good. You need to read a book. Read. Read a book. Uh-huh. Trong trường hợp này là read. Nếu mà khoa trước là read, đúng rồi. Nhưng mà cái trường hợp này là read. Good. Yeah. We need to learn English. Good. We need to go to class. Good. They need to practice English. Good. Say this word. Practice. Good. Practice. Good. They need to study every day. Good. He needs to attend class. Good. Các bạn để ý. Động từ có S. Needs. He, she, hay it. Yeah. Needs. I, you, we, they, la need. Okay. Yes. He needs eat lunch. He needs to eat. He needs to eat lunch. Good. And one more down here. I like to eat. Good. I like learn new things. I like to learn new things. Good. You like to study. 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 You like to read book. Books. Books. Yes. Okay. You like to study. Good. You like to go to class. Class. Good. Class. Very good. We like to learn English. 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 Good. We like to dance. Dance. Good. They like to practice English. Good. They like to cook. Very good. He likes to attend. Let's attend. Attend. Good. Let's. Good. He likes to play sports. Very good. Cảm ơn Chi Wan. Thank you so much. Thank you, Thai. Okay. So now, các bạn, cái đó là mình sắp hết rồi, tức là các bạn có thể làm cái trang cuối cùng là cũng giống trang 113. Yeah. So, cảm ơn các bạn là học ăn văn tối nay. So Paul sẽ gặp các bạn ngày tuần tới, ngày thứ hai. And bài làm là Paul gửi email cho các bạn để làm. Nếu mà các bạn thích ghi ra một đoạn về gì đó, cái đề tài gì nào cũng được hết.
300 hay 500 từ thì Paul sẽ sửa lại văn phạm và gửi lại cho bạn. Nhưng mà cái đó là không có đòi hỏi. Nếu mà các bạn muốn làm thì làm. Còn nếu mà các bạn không muốn làm thì không làm cả đó. Nhưng mà bài làm homework thì xin các bạn mỗi người làm. Ok? Yeah. Thank you so much. Good night. Thank you so much. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. See you next Monday.